Wow, cái chân thích nhở. Đúng, cái chân nó di chuyển rất là mượt mà. Nhấc lên nhá, hạ xuống. Wow, thích nhở. 1 triệu khác, mình đang dùng con NB80 ở nhà. 1,5 triệu. À, 1,5 triệu khác, nhầm. Chấm công cái. Ừ hay. Mày chấm công làm sao ấy? Khó nghĩ thế nhỉ. Cái ốc setup này setup kiểu gì bây giờ nhỉ? Chọn màn hình gì? Chọn đèn gì? Khó thế nhỉ. Ui. Thôi rồi. Vào tính tiếp ạ. Ông ấy sao nhìn trông xấu ý suy ấy. Thị suy ấy. Ủa. Anh chẳng làm, anh mới sửa cái phòng. Mới sửa phòng à? Để cưới vợ ấy. Thế nhưng mà cái chỗ đấy của anh nó lại vừa hẹp, nó lại vừa tối. Anh đang chưa biết là phải làm như thế nào với cái góc đấy. Bán hết máy tính rồi? À, máy tính của anh thì anh chỉ giữ lại cái bộ PC thôi. À, còn màn hình thì anh bán rồi. Tại vì bây giờ cái màn hình cũ của anh là con 27GL650 ấy. Mà con đấy của anh là Full HD 144Hz. Con đấy chỉ chuyên chơi game thôi. Ờ thì đúng. Nên là anh cũng không chơi game nữa thì anh bán đi. Vậy anh cần một con màn hình nó phải 2K. 2K luôn. Ừ, nó phải đẹp. Đẹp. Ờ, không chơi game. Không chơi game. Ông anh bao tiền? Đòi bao tiền? Đâu đấy dưới 7 triệu ấy. Mà đôi khi là 6 triệu càng tốt. Chùa 7 triệu à? Ừ, có con nào không? Có quả kèo. À đây, có con này đây. Đây. ViewSonic VX2780. VX2780 à? Đúng rồi. Đây con này đúng không? Con này 2K nha, QHD nha, 27 inch nha, 75Hz nha, IPS nha. Wow. Đấy, hợp lý chưa? Ui mà nó có 6 triệu mốt này. 6 triệu mốt rồi, rẻ không. Thế là dưới 7 triệu là đúng 6 triệu. Chuẩn chỉnh rồi. Con này mua về là em thấy hợp lý với cả nhu cầu của anh ấy. Nói chung là cũng được. À, cái cỡ này là cũng vừa phải rồi, đúng không? À, thế chắc con này có gì nhỉ? Vesa, Vesung không? Chân này tựa thoải mái, anh bấm chạy ảnh dưới. Đây à? Đây, thấy không? Chân nó gỡ thoải mái. Anh gắn Vesa 100% vào được. Không vấn đề gì cả. Ờ con này được đấy nhỉ. Ừ. Ờ thế có khi anh lấy con này đi. Húp đúng không? Ờ chọn chỗ con này xuống mình xuống chỗ mua nhỉ. Thế thì chưa xong bởi vì chưa xong. Một cái vấn đề là cái góc làm việc của anh bây giờ nó đang bị thứ nhất là nó hẹp, bàn anh có 1m2 thôi. Dài 70. Okay. Mà nó hẹp mà cái trong cái góc đấy của anh nó tối lắm. Tối à? Ờ vì sau này là anh đẩy vào đấy để sau này có con các thứ thì mình vào đấy mình làm việc thì nó không ảnh hưởng gì bên ngoài ấy. Thế bây giờ có giải pháp nào mà cho cái góc này nó sáng hơn một tí lên nữa? Thì em nghĩ là gắn led. Gắn led thì có hai loại. Một là loại anh gắn bàn, hai loại anh gắn màn hình. Thế bàn với màn hình ạ. Ừ. Bàn thì chắc là thôi bởi vì là bàn anh nó cái tường của anh nó vừa khít với cái bàn rồi. Nên bây giờ chỉ có thể là gắn vào màn hình thôi. Màn hình à? Ok, thế thì đây. À, được cái này nhớ nhỏ nha. Ờ. Mẫu led này là chưa có mã đâu. Đấy, mới nhập về chưa có mã đâu. Chưa có mã trên web của bên mình à? Amino. Là led màn hình. Đấy, gắn vào sau màn hình ấy. Nó nghĩa là nó gắn trực tiếp vào màn hình á? Ừ, màn hình. Nhưng mà anh ra chợ rồi mua mấy cái led dán nó đầy. Anh nói con này xịn lắm. Con này nhá, không dán bằng cái băng dính băng rủng đâu. Nó dán bằng nam châm. Anh hiểu không? Nó đính vào nam châm ấy. Thế là nam châm có thể chỉnh được hướng nữa cơ. Là anh muốn là bắn lên trên, bắn ra ngang hay bắn xuống dưới tùy vào anh. Ôi, nghĩa là nó hút nam châm để hút nam châm. Cài cái phần thanh led vào. Cài vào đúng rồi và nó chỉnh ở phần mềm nữa nhá. Nó là thanh led chứ không là giải led nhá. À. Thế chứ. Thế nhưng ngoài ra thì nó có thêm chức năng gì nữa? Con này ấy, tức là ví dụ nó giống như gọi là đèn ambient đúng không? Nó thực sự ambient bởi vì là màn hình anh hiện cái gì nó chiếu ra cái đấy lên màn lên tường. Ồ thế có nghĩa là bây giờ anh xem phim mà nó có các cái phần màu sắc của phim ấy là bắn lên tường. Nó sẽ bắn hết lên tường. Bắn hết lên tường. Có bao nhiêu màu bắn hết? Bắn hết luôn. 7-8 triệu màu luôn. Ôi đỉnh thế nhở? Ừ. Ôi thế thì lấy trước cho anh con đấy đi. Chốt nha. Thế thôi thì xong rồi hai món rồi, màn hình này với cả đèn. Nhưng mà tự dưng anh hỏi Vesa làm gì? Con chân này di chuyển khá ok rồi. À. Anh hỏi Vesa bởi vì là cái bàn của anh 1m2 nó rất là nhỏ, nó không to như bàn này. Mà nó bé như thế thì anh muốn là có cái chân này nó rất là nhiều, vướng. Nhiều vị trí để chuột bàn phím. Ừ, nhiều khi anh ăn bim bim anh vứt bố ở đấy. Thế bây giờ anh muốn một cái chân arm đi. Arm à? Ừ. Arm. Anh nhớ hôm trước quay Rikaki không? À, Rikaki Gaming đấy á? Ừ. À có cái chân arm của Hyperwolf. A1C. A1C. Anh nhớ không? Con đấy anh chả thèm thuồng lắm còn gì nữa. A1C. A1C. Đấy con này có hai màu. Màu trắng màu đen, anh chọn màu gì?
thôi anh vừa chạm vào màu đen thôi chắc là lấy màu đen đi. Ừ, tại vì là bàn anh nhà bàn anh màu gì? Bàn anh là bàn gỗ. Bàn gỗ. À, tức là màu nâu nâu đúng không? Màu gỗ nâu. Ừ. Bàn màu đen thì thôi màu đen em thấy màu đen là đủ đấy. Tự dưng màu trắng bị phá cách quá. Chứ bàn trắng là màu trắng thì còn đỡ đỡ. Ờ, nó cùng tông. Đúng rồi, cùng tông. Thế đấy con này nhá di chuyển thoải mái nhá, màn hình từ 17-32 inch nhá và có cổng USB Type-C và cổng OQA luôn. Ồ hay đấy. Hai chân am bây giờ có cả USB Type-C luôn. Đấy, thế nên là nếu anh muốn chuyển dữ liệu là dùng cổng đấy. Còn anh muốn sao tốc độ chậm thì dùng cổng C kìa. À, có nghĩa là mình sẽ có một phần dây để mình nối từ am vào trong từ PC. Main. Ừ, vào nối ở PC. Thế. Ừ, nhưng mà nó vẫn thiếu cái gì. Thiếu á? Ờ. À, đèn hay gì? Thực ra thì cái đèn LED ở phía đằng sau này anh thấy ok đấy. Được. Nhưng mà phải về nhà xem, lắp đặt xem nó như nào đã. Okay, nhưng mà còn một cái nữa, đấy là anh muốn là nhiều khi là bây giờ mắt anh đang mù dở rồi. Mù dở. Ờ, nên là và để cho cái góc nó sáng hơn thì anh muốn có thêm một cái đèn màn hình. Đèn màn hình? Tức là cái đèn chiếu đằng trước mà quảng cáo TikTok ấy hả? Ừ, thì bên mình có không? Hà còn mình nhập luôn anh ơi. Ủa, đây. Đã nhập rồi. Đèn G-Line. Đấy, G-Line này anh nhìn thấy không? Đấy, có hai mẫu, một là mẫu thường, hai là mẫu Pro. Mẫu thường thì 608, còn mẫu Pro là 1.8 triệu. Ủa, mẫu Pro này sao cao đấy? Thế mà nó có cái gì ấy? Con này nó có mấy cái tính năng hay hơn tí. Thì tất nhiên là hai con này thì đều là chiếu sáng xuống rồi đúng không? Ừ. Thế nhưng mà con này còn có cái con Pro ấy, nó còn chiếu ambient light lần nữa ra đằng sau thường cho anh. Nghĩa đấy, là trên cái thanh đằng sau, màn hình đằng trước thì là chiếu xuống không nói gì nhá. Nhưng đằng sau thanh thì vẫn còn một RGB để bắn được tường. Wow. Đấy, anh thấy không? Hình không? Đấy. Một phần nữa nhá là anh có thể sử dụng đó chính là Google hoặc là sử dụng Alexa để anh tắt cái này đi. Hoặc là anh dùng máy điện thoại. À, để kêu gọi Google tắt cho tao cái đèn đấy à? Tao chuẩn bị rời máy tính ấy rồi, nó tắt luôn. Thôi chắc anh nghĩ là anh lấy con thường rồi. Sao? Anh lấy con thường bởi vì thứ nhất là cái này thì nói thật là lúc anh tắt sắt đao máy xong thì anh chỉ việc với tay chạm cái là anh tắt được con đèn rồi. Với cái thứ hai là anh cũng chả bao giờ anh kiểu lấy điện thoại ra hay là đúng, anh đúng. Với cả ở nhà anh cũng không có cái thiết bị nào để mà gọi nó. Phải có một cái gọi là Google Home để gọi tốt. Thì mới tắt được như thế. Nên là thôi, với cả vợ anh cho ít tiền lắm. Lò gì? Vợ anh cho ít tiền lắm, nên là anh lấy con thường thôi. 1 triệu nhầm 600 con đèn này, cái chân 1.4 triệu này, thêm đèn với cả màn hình này, tầm 10 củ à. Ủa anh em mình xuống lấy đồ lên nhanh lên, đi lắp đặt. 10 củ nhưng mà 10 củ đắt lắm thôi để. Không gọi. Để anh gọi vợ anh. Không cần phải gọi, đi xuống, em cho vay. Cho vay luôn. Úi giời ơi, nhiều đồ quá. Không phải nhiều đồ, em nhiều đồ hơn rồi. Ôi, em đã tư vấn rồi, ông ấy lại còn bắt cái thằng cầm đồ nữa. Ôi giời ơi. Tức là anh Kiên giới thiệu qua đấy em. À thì ở ngoài này là phòng bếp. Bếp, ok. Ờ, còn đây là phòng khách của anh. Khách, ok. Đấy, khách thì sau này anh sẽ xin mua con bếp 5. À, bếp 5 ạ? Nhiều là để đây nhưng mà để trên kia hơi ổn. Mặc dù TV hơi... Sao đi trên kia hơi ổn? Bởi vì trên đấy vợ chủ. Anh có thể chửi, ok. Bấm nút tiếng là chửi đúng không? Ừ. Thế thôi nhưng mà bây giờ thì phòng anh ở trên. Như anh nói với em ở sở tu ấy là nhà anh, cái chỗ đấy góc của anh nó hẹp lắm. Okay. Thế nên là bây giờ anh em mình lên setup. Ừ, nha. Ủa nhiều đồ ấy, nhưng mà cái này hộp gì ấy? Đồ em mới hỏi gì? Đi. Thấy mang nhiều đồ. Ủa nặng quá. Ông anh vừa hai phải. Thằng em bây giờ đống đồ này. Đấy cả đứng rồi. Ông anh người già đẩy hết trách nhiệm của người trẻ. Rồi, bây giờ góc gaming của anh đâu? Ừ, đây, giới thiệu với cả anh em đây là góc làm việc mới, liên minh mới. góc liên minh mọi. Anh em mọi đây, anh em về đây để anh em tưởng tượng lại nhá thì đã từng anh từng một video gì nhỉ? Đạo diễn build PC tại Hacom. Đấy, anh em sẽ biết là anh Kiên có một cái bàn to, rất là to. Bao nhiêu nhỉ? 2m. 2m đúng không? Bàn kính luôn. Đúng. Rất to ở đây, chứa PC, chứa màn hình 27 inch, chứa figure, chứa 2-3 bàn phím, các thứ nhiều luôn. Và nó có cái kệ ở đây. Ủa, có một cái kệ như ở cái sách. Cái TV nó nằm ở bên này. Đúng rồi. TV nằm bên đấy. Không có PS4, không có PS5 gì cả, nhưng mà cũng rất là cháy. Nhưng bây giờ nó bị cắt giảm nhân sự rồi, 2022 ở kinh tế suy thoái rồi. Thì đã về mua góc như này. Rồi. Anh Kiên vào đây, giới thiệu cho anh em vào. Đây thì cái góc này thì anh làm một cái bàn 1m2. Yeah. Nói luôn cái lý do vì sao nó hơi bị thừa ra một cái đoạn như này. Bởi vì là thôi thì thứ nhất là để cho có cái khoảng để em có thể kéo ra kéo vào như này. Rồi, để okay. Em có thể dễ dàng cho chân ăn vào. Với cái thứ hai nữa là một phần là bởi vì đầu tiên tính là để cái bàn này ra bên ngoài. Nhưng mà tức là sao? Nghĩa là cái tủ quần áo và tủ để mô hình này sẽ nằm ở đây.
À tức là tủ nằm để ngang đấy á? Đúng rồi. Ủa thì nghe cũng phải không hợp lý lắm. Ừ thế. Xong rồi ra cửa, ta đã đập vào tủ này. Không, vẫn mở ra được. Nhưng mà cái vấn đề là như thế, đấy nó sẽ nó bất hợp lý. Thì anh đã đổi lại là cho cái bàn làm việc của anh vào đây. Thứ nhất là nó gọn. Và sau này thì cả anh có làm việc hay chơi game gì ở trong này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến kiểu con cái ngoài kia. Okay. Cái thứ hai nữa là cái tủ quần áo của anh nhiều quần áo, cả vợ anh cũng thế. Thế nên là để cái tủ ở đây nó hợp lý hơn. Đấy, anh Kiên, anh em biết rồi đấy. Qua những video TikTok anh Kiên có rất nhiều quần áo khác nhau. Rất nhiều các loại phụ kiện nữa nên là tủ quần áo thế là hợp lý rồi. Còn cái vị trí ở đây thì mình thấy là không ưu thiêng lắm. Tại vì... không, đây là vị trí optimal không? Tức là anh Kiên vừa clutch phát, anh Kiên vào kia đi vệ sinh, anh Kiên ra ngoài này luôn. Ừ, đúng. Khi mà anh em bắn xếp rồi, anh em thấy rất đang là khi anh em buồn tè, anh em đang dở trận, anh em thấy không thể nào mà chạy đi tè phát, không anh em chạy vào được. Nên là cái thiết kế như này phát là anh em rút ghế là cái chạy vào đây luôn. Trong đấy chỉ mất khoảng 5 giây thôi. Hôm nay thì đang có đây thiết bị đây. Đèn Amino này. Hoàng giới thiệu qua cho các bạn về Amino mới đây, về. Đây. Lúc nãy mình có nói anh Kiên thôi chứ mình chưa nói gì, mình chưa gọi là nói kỹ lắm. Đây, anh em nhìn nhá. Đây là những cái cục nam châm này, thì dán vào trên cái màn này và anh em sẽ để cái thanh RGB lên nhá. Đây. Anh em nhìn này, đây là thanh RGB nhá, không phải là sợi RGB nhá. Thanh RGB rất là cứng cáp và chắc chắn. Đấy, thì anh em có thể gắn này và mỗi cái sợi dây này nó sẽ được nối bạn 90 độ bởi cái này. Còn anh em thích để góc gì được, đúng không? Đúng. Anh em có thể để tam giác, vuông tròn các kiểu, tùy anh em. Như đây, đây là các cái sợi bo góc. Đấy, sợi góc của nó thì cũng khá là tiện lợi. À, hôm trước anh có xem, anh nghe em tư vấn xong rồi anh có xem về, em biết đây là cái gì không? Còn đây. Cái này là khi em dùng cái màn hình lên, em dán vào cái phần góc màn hình thì em căn được cái khoảng để em để cái nam châm là để cho tối ưu nhất hả? Đúng rồi, để cho nó luôn luôn chuẩn. Nó hay nhỉ? Được thế nhỉ? Mỗi tội đây là cắt giấy thủ công rồi. đúng. Đây là giấy thủ công rồi. Rồi, kiếm kéo. Rồi, còn đi like trong này thì có gì nhỉ? Có đầu tiên là sách hướng dẫn này. Ôi, cái con đèn bé tí thế này mà. Đây là sách học tiếng Anh của anh em ấy. Đấy, rồi. Rất là dày. Tiếp theo nữa sẽ còn cái nó sẽ còn có đó chính là ghi lại. Đấy. Ủa, nói. À không, nặng bình thường. Cái chân này vẫn là chân nhựa thôi. Chân nhựa. Khung này khung nhôm. Khung nhôm. Chân nhựa sạc ở đây. Đấy, thế thì anh có định cố định luôn dây sạc đấy luôn không? Có. Anh sẽ cắm dây sạc luôn tại vì con này có khả năng tích điện. Đúng rồi. Chính xác. Đấy. Thì con này sẽ có 3 nút trên này này, 3 nút cảm ứng nhá. Bật tắt này, giữ à. Đúng rồi. Đây, sáng nhá. Xong rồi đổi sang màu trắng. Màu này, đấy, trắng vàng xanh này. Ở 5600K với cả 2100 anh em nhá. Còn đây là tăng độ sáng, giảm độ sáng. Đấy, đó, nó có 3 nấc tăng giảm. Và đây okay. Là nút cảm ứng. Đây tất cả là cảm ứng hết, không phải là nút cơ nhá. Đây tên là dùng xong phát lại anh Kiên này. Anh Kiên táp. Táp chưa? Đây, táp. Táp rồi. Chưa quên. Rồi, quê quá. Cứ vứt ra bàn luôn rồi. Tí nữa mình xử lý xong. Còn cuối cùng đó chính là một cái thiết bị mà anh em cũng đã từng nhìn được rồi. Đó chính là trên chiếc video của Rikaki là chiếc chân AC1 mùi bản 16. A1C. A1C. A1C của HyperWorks. Thì con này cũng rất là cháy, rất là xịn. Thì nữa chúng mình lắp lên cho anh em xem nhá. Các bạn sẽ dùng. Còn cuối cùng là con mang. Thì thôi bây giờ mình có đọc xử lý đi anh nhỉ. Bây giờ các cái chân trước. Chân đi, nó chân. Đâu nào từ từ bây giờ anh Kiên tính toán nào để mang nó làm. Đây, giờ, đây cái chỗ này. Phải kế chỗ này đúng không? Đúng rồi, nó vừa đấy, chặt vừa mà. Chỗ này đúng không? Kế vừa. Khi đây đúng không? Đúng. Ok, thế thì để em dừng dưới ra tí nữa. Cái anh kia phải chui dưới, anh kia kéo lên rồi. Đây là vẫn vào mép nhá. Em không thể mở cái này lên nhá. Ừ, em mở cái này, mở cái lên được. Không, mở cả đời à? Tức là thế này, dính cái này. Bề nhá. Ừ. Em bảo này, là bây giờ anh đang bị chặn bởi cái tủ. Không phải là bất kỳ gì hết, anh đang bị chặn cái tủ này. Anh thấy chưa? Tức là em không sang nữa này. Thế và bây giờ cái cục này quá coi như là nếu mà em khóa vào là lốc luôn, lốc luôn. Vì nó hẹp quá đấy. Thì bây giờ là con này là gỡ ra. Gỡ ra. Thế thì giải pháp duy nhất của anh ấy là anh cắt góc rồi. Tức là anh cắt bộ góc của Phát vào đây này. Một hình vuông nhỏ. Gần cái góc. Thế nhưng mà hay là bây giờ nhá, anh nghĩ là mình vẫn cứ gài vào như thế đi. Thế xong rồi mình sẽ lựa để mình đi hết phần dây, xong mình đưa cái này vào, mình chưa gài màn hình lên vội thì nó vẫn nhẹ đúng không? Đúng. Thì mình đi vào coi như là để chết cố định, sau đấy anh sẽ mang cái này đi cắt sau. Chết rồi, nhưng mà thì cũng đúng. Nhưng mà làm cho lấn cấn bản thân đấy nhỉ. Rồi, bây giờ luồn dây nào lên? Nó dây USB lên hết lên đây.
xong tí nữa anh kiếm một cái cắm cái dây USB của tai C nhá. Cắm dây USB của tai C là cái dây bên tay phải này, đây này. Để lên đây để lên trước đây để em cắm vào cái cổng USB ở trên này. Cổng USB. Vậy anh luồn lên qua lỗ đây gì? Cái này đi. Không, đấy đi. Đây phải ấy hết xong dây mới đẩy vào trong được. Đây luồn xuống đây. Ok. Kéo qua đây lên đây, kéo qua lên đây. Lên đâu? Đây. À. À thế thì tí nữa, bình thường ấy, nếu mà anh em dùng cái Amino ấy, anh em sẽ là để như này đúng không? Xong rồi cái điểm kết là sẽ đặt điểm góc này để gắn với màn hình, gắn với cả cái máy tính này. Nhưng mà tại vì chúng mình nó sẽ luồn hết dây xong lên trên này, đi cùng với cả màn hình ấy, thế nên là nó sẽ là điểm kết sẽ bên này. Nhớ đi nhá, nhớ đấy nhá. Nhưng mà nhớ đấy. Còn một tí nữa điểm kết bên kia xong anh em lại tháo ra gắn vào ấy. Hơi mệt. Mệt thôi, nhưng mà tại vì con này là USB mà, à nhầm, con này 500 mà nên là gỡ ra dễ. Hơi mệt thôi. Chân con đấy ngon đấy, chân công phải học đấy. Chân nhưng mà tức là chân xoay ngang cái dòng thì là lên xuống được. Nhưng mà mình cũng cần. Má về sao vào đây? Má đây thôi. Đây. À má đấy á? Đúng chiều nhá. Chiều này, không chiều này. Ừ. Vào thôi nhá. Ừ. Đẹp, đẹp, đẹp. Các bạn có thể thấy là tóc mình, tóc anh Kiên hơi khang khác, áo anh Kiên cũng hơi khác khang. Đơn giản tại vì là qua xử 2 ngày thôi. Đúng, qua xử 2 ngày. Qua xử 2 ngày thôi. Thì hôm đấy chúng mình đã phải xịt tốp. Thứ nhất là cái máy tính anh Kiên hôm đấy bị sao nhỉ? Cái máy tính của anh hôm đấy là bị lỗi chân RAM. Không boot lên được đúng không? Không boot lên được. Anh em bấm không boot lên được, đèn RAM xanh nè luôn. Đấy, nên là không boot lên được. Thứ hai nữa, đó chính là cái vấn đề về cái này, cái plate này. Thì cái màn hình Visionic này anh Kiên khen ngất lời, mình cũng tư vấn cho anh Kiên ngất lời, nhưng mà cuối cùng nó lại không gắn được am bởi vì cái lỗ ốc nó ngắn quá. Thế và mà cái ốc thì lại dài quá. Ốc lại dài quá. Và bây giờ chúng mình không tìm cách chế cháo nào được. Thế là anh Kiên hôm trước rồi đây, vừa mua một layer, một đống các cái con gọi là lông đen đây, gài vào đây. Chắc mình đã phải mua đến tận khoảng tầm là một vốc lông đen, nó mình không đếm được nữa. Chú ấy bảo là tao tính tiền vốc cái lông đen này chứ tao không tính tiền cái lông đen. Đấy. Đấy, và bây giờ nó rất là chắc chắn, rất là cứng cáp rồi. Vấn đề nữa là hôm trước chúng mình setup sai cái này. Mình bị setup sai bởi vì là mình chưa kết nối thành được một vòng tròn. Một vòng, cho nên là nó không cấp điện được. Một phần nữa là tại vì cái máy kia nó cũng bị giật. Ừ. Đấy, xong mãi một lúc sau cắm vào cái laptop của em mới chạy lên được. Thế còn vấn đề còn lại là dây điện này, dây HDMI và dây mình đã qua Hacom và mình phải mua thêm một dây DisplayPort 2m để có đủ dài để đủ để setup. Vì dây zin thì nó chỉ có khoảng tầm 1m hoặc 1m rưỡi, nó không đủ. Không quá ngắn. Và cái vấn đề cuối cùng là hôm đấy hết cả pin tiêu cầu rồi, thế là chịu. Ôi, bây giờ chỉ khai nốt để lắp nốt đi. Cái này em thấy lâu lắm rồi ấy. Hoàng, sao phải để tao cầm một nửa? Nửa nó mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ lên chứ. Đây để em kéo dài ra nhé. Đấy, ui, cái chân thích kìa. Đúng, cái chân nó di chuyển rất là mượt mà. Mỗi tội là ốc dài thôi. Đây, và bây giờ chúng mình sẽ gài vào. Cái gài của Hyperwalk rất đơn giản đấy. Chỉ cần gài vào sau đó là mình chặn chốt là xong. Rồi, cứ các bọn anh Kiên nâng lên hạ xuống nào. Hôm trước là mình cũng đã setting chuẩn chỉnh rồi để cho đúng bàn anh Kiên rồi, tức là nó sẽ có cái nấc đúng không? Đấy. Đây bây giờ nó sẽ giữ nguyên. Đấy là cái cách các bạn chỉnh cái rebound mà hôm trước Hoàng đã chỉnh. Xoáy lít tít là to luôn. Nâng lên nha. Xuống. Ui. Thích nhá. 1 triệu khác, mình đang dùng con NB80 ở nhà. 1,5 triệu. À 1,5 triệu khác, nhầm. Thì nữa cho anh em xem quả LED full này như nào, đẹp luôn không? Tại vì cái góc của anh Kiên là góc rất là hẹp. Thế nên là thành ra cái đèn nó rất là hợp lý. Góc lại màu trắng nữa, đúng không anh Kiên nhỉ? Đúng. Hợp lý đấy chứ. Anh Kiên đây, đây. Anh Kiên truyền đi về bọt đây ạ. Đi về bọt em thả em cho dưới đây. Truyền lên đâu? Truyền lên, lên bên tay này cái gì? Trên. Đây đây. Rồi. Ok. Ôi, có thấy đi qua chữ cứng cáp ấy, quá con cáp. Có 2-3 cái ba thiết bị đây. Một cái này là hai cái giữ dây, còn cái này là giữ đằng sau để che cái rebound, che cái chỉnh rebound ấy. Không cần phải chặt quá đâu, thôi. Không phải cố đâu. Nếu mà tại nó cũng mình chưa có khớp ở trên. Nó đi gọn dây là được, chứ mình không cần phải khớp dây trên chưa vào. Cái này nó phải hơi ngửa lên một tí. Rồi ok, đem vào. Tí cả điện luôn. Đó, nó vẫn sáng dưới này được mà. Chỉ cần thế thôi. Rồi. Em cắm màn vào rồi đúng không? Cắm màn rồi. Bật lên không?
Từ từ. No signal rồi. Thì đã bật máy rồi. Không, gì biết mà tín hiệu đã lên rồi. À. Đường phố đã lên đèn rồi. Đấy, với nếu các bạn mà có vợ thì các bạn hãy nên cẩn trọng về cái góc setup của mình, bởi vì nó sẽ có rất nhiều thứ phát sinh. Không chỉ đơn giản là màn hình, nếu mà các bạn chỉ để cái chân máy bình thường để lên thôi thì không nói gì cả. Thôi rồi, thế này ok rồi. Đúng rồi, nếu mà để cái chân em ở góc kia là đẹp. Là nó sẽ rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Là dây nó kéo được, kéo bình thường. Đây là đang cắt vậy, nó ok, đèn lên là nó nhận rồi. DisplayPort đã nhận rồi, vào rồi. Phố đã lên đèn. Phố đã lên đèn. Đây rồi, đây rồi. Rồi, đây. Ui, quả led phải chỉnh lại cái kia ạ. Chỉnh ra nó đằng sau, chứ không nó bắn ra ngoài. Nhìn khó chịu lắm. Đây, nó bắn. Bắn hẳn ra ngoài. Ở đây, bắn này mới đúng này. Cho cái tên của cái đèn cái. Ờ. Rồi đó. Hôm nay là đây. Ôi em cái đống hôm, lúc nãy em bảo ấy, đồ của em ấy, nhưng thưa không phải đồ của em đâu. Cái gì to ấy? Đồ em gửi kính gửi tặng chị và anh. Kinh quá nhỉ. Là quà tân gia, nhà moi, sửa nhà mói phải không? Và góc gaming mới. Ui đỉnh. Thì, cái này nó cũng khá là hay ho và em chắc là anh cũng thích thôi. Như anh em biết, nhìn khu vực này là anh em biết con PC 50 củ à? Đúng rồi anh ơi. Đây anh mở đây. Đây cho anh mở phát nhá. Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay này, đúng PC rồi. Ôi giời. Đấy. Ôi anh em ơi, ngay trên đầu hộp nhá. PC hình One Piece luôn. PC hình One Piece rồi nhá. Wow. Cho anh cầm, anh rút lên phát này. Ui, nặng ấy. Ui, con mồi người nặng ấy. Để con PC mà. Con PC One Piece nặng ấy. Đấy. Con PC tên là Sanji à? Sanji. Anh em ạ, à, nó còn có thêm cả những cái phụ kiện thay thế bên cạnh cơ. Thường là những cái bộ mô hình nó rất là đấy đấy. Rồi. Đấy. Có cả hình như đây là LED à? LED này, đế LED này. Có cả cắm led luôn, chuyên nghiệp thật sự ạ. Đấy, thì cắm led luôn. Đây. Ua. Anh em ạ. Đây là mô hình của Sanji lúc mà về với cả dòng họ Vinsmoke. Bây giờ mình sẽ cắm nốt cái đầu vào, vì đầu nãy nó vừa rơi đập bột cái đất. Để xuống đây, đánh cái này đánh nữa. Bật lên được không? Bật được mà. Bật rồi. Chả nhìn gì. Chắc là phải tắt đèn tối đi. Tôi phải tắt đèn tối rồi. Ua. Dòng họ Vinsmoke đấy thì siêu đẹp luôn. À, riêng em này thì anh phải thiết kế lại cái vị trí để thôi. Cho vị trí xịn hơn thôi. Ừ. Chứ còn tình hình là con này đẹp quá, không để dưới được. Ui, Sonoku hy sinh rồi. Sonoku này. Không tuổi rồi, Sonoku tuổi rồi. Không có tuổi. Ui, con này đẹp dã man luôn. Thôi, Sonoku lên trên nóc nhá. Ở trên này, bên trên bàn thờ nhá. Thế là anh đã có đủ rồi. Thực ra thì trước anh đã có Zoro rồi. Zoro. Đã có Luffy rồi. Bây giờ anh đã có nốt Sanji. Ui, bộ Sanji này đẹp nhất luôn ý. Rồi, và đấy là cảm ơn em quá trình nâng cấp nhà anh Kiên. À không, góc của anh Kiên nâng cấp nhà đâu rồi. Quá trình nâng cấp góc của anh Kiên có gọi là vài khúc gành, có vài ngọn núi, vài con sông đây, nhưng mà không sao, cuối cùng đã xử lý xong rồi. Thì cảm ơn anh em đã xem video này và anh Kiên chào các bạn đi. À, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở Hacom ở những video sau. Tạm biệt. Bye bye.